Hello anh em, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về một cái ngành hàng rất là lớn của Shopee, đó là ngành hàng thời trang nhá. Thì cái ngành hàng thời trang này nó sẽ có những cái đặc điểm như thế nào, nó bao gồm những cái sản phẩm như thế nào, thì trong video ngày nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để có thể tìm ra được những phương pháp giúp chúng ta bán được cái ngành hàng này tốt nhất nhá. Ok, anh em nào mà cần hỗ trợ điều gì á, thì có thể inbox trực tiếp lên cái fanpage này của mình ở trên màn hình này để anh em được nhận được sự hỗ trợ nhá. Anh em thấy hay thì nhớ like, share ở đăng ký kênh ủng hộ mình. Ok, bắt đầu nhá. Đây là cái mục lục mà hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau. Thứ nhất là về cái tổng quan của ngành hàng thời trang. Cái thứ hai là chúng ta sẽ nắm bắt được cái xu hướng và cái phương pháp để chúng ta định giá cái sản phẩm của chúng ta. Tiếp theo là các cái công cụ khuyến mại của Shopee, và cái cuối cùng là quy trình để chúng ta vận hành shop nhá. Thì đầu tiên là tổng quan của cái ngành hàng thời trang đó, thì cái ngành hàng thời trang thì nó bao gồm là cái ngành này, thứ nhất là thời trang nam này, nữ này, đồng hồ, giày dép này, rồi là túi ví phụ kiện thời trang đấy. Nó bao gồm mấy cái ngành hàng vậy, thể thao du lịch này, rồi là thời trang trẻ em này. Đây là các cái sản phẩm thuộc ngành hàng thời trang nhá anh em nhé. Thời trang nam, nữ, trẻ em, giày dép, các thứ đây, thể thao du lịch, đồng hồ, nó khá là nhiều sản phẩm. Thế nên cái ngành hàng này nó bao gồm nhiều thứ lắm, và vậy nên là khi mà anh em đã kinh doanh trong ngành hàng này ấy, thì cái cơ hội mở ra cho chúng ta về cái lượng sản phẩm rất là lớn. Hầu hết là những cái sản phẩm thời trang là những sản phẩm mà mang lại cái doanh thu lớn nhất cho Shopee đấy, và rất là nhiều ngành con cũng như là các cái sản phẩm để chúng ta có thể kinh doanh đấy. Trong một shop thì chúng ta nên 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 sử dụng một cái ngành hàng thôi, chẳng hạn như các bạn có hôm nay mình hướng dẫn anh em cách chúng ta làm ngành hàng thời trang nha. Vậy thì ngày mai ngày kia chẳng hạn, thì chúng ta nếu chúng ta muốn chuyển qua ngành hàng điện tử chẳng hạn, thì chúng ta nên làm một shop mới, chứ không nên đổ dồn vào cái shop ngành hàng thời trang. Cái shop nào mà ngành hàng nào thì cho chỉ chuyên biệt hóa trong ngành hàng đấy, để các cái bạn mà hỗ trợ về ngành hàng đó, những chương trình khuyến mại Shopee họ hỗ trợ mình tốt hơn nhé. Ok, về phía Shopee thì họ sẽ rất là ưu ái cho những cái shop nào mà cùng những cái sản phẩm ra cùng một ngành hàng, để họ hỗ trợ mình tốt hơn. Và về phía của khách hàng họ mua cũng vậy, khi mà shop chúng ta cùng một ngành hàng thì họ cũng dễ dàng để họ lựa chọn sản phẩm theo sở thích của họ hơn nhé. Thứ nhất là chúng ta có những cái sơ đồ ở đây, thì mình có một cái sơ đồ về các sản phẩm thời trang bán chạy. Nhất đây là một năm nhé, một năm thì thường là mùa Tết này, mùa Tết là thời trang nam nữ trẻ em phụ kiện thời trang túi ví này, mùa hè mùa du lịch này, đấy là bikini đồ bơi này, giày dép đi biển các thứ này, nón kính này, rồi là mùa tựu trường, mùa thu á là ba lô túi sách này, đồng phục học sinh các thứ này, mùa lạnh thì là áo khoác, rồi là khăn đồ len, quần tất, khăn choàng, rất nhiều thứ, giày dép đấy. Đấy là những cái sản phẩm mà chúng ta có thể bắt chen theo những cái mùa được. Thì nếu mà các bạn đã xem những video cũ của mình rồi thì thấy là mình sẽ thường chia các sản phẩm của mình theo một cái phễu, sẽ có những sản phẩm bán theo chen theo mùa như này, và những sản phẩm sẽ bán chính, sẽ bán quanh năm, và cuối cùng là những sản phẩm mà đặc trưng, tức là những sản phẩm mà ít shop có hoặc là chỉ có shop mình có. Những cái sản phẩm có thể là mình in những logo, những cái mà chỉ mình có thôi đấy. Thì tiếp theo là nắm bắt cái xu hướng sản phẩm ở đâu á, thì thường anh em sẽ lên những cái mục như là flash sale này, những cái mục phổ biến hoặc bán chạy, hoặc là các diễn đàn, các mạng xã hội, thì chúng ta thường sẽ nhìn thấy cái điều đấy rất là sớm, rất là nhanh. Thường các bạn chú ý lên những cái nhóm như là nhóm order hàng á, những cái nhóm đấy, những cái nhóm mà các bạn hay đặt hàng các thứ, rồi nhóm xỉ lẻ, thì chúng ta sẽ nắm bắt được cái xu hướng về sản phẩm các thứ, đúng không? Mấy nhóm lớn ở trên Facebook á, như là IZ Fabo hay là nhóm cộng đồng Abit, mấy cái nhóm đấy là những nhóm rất là nhiều những bạn đánh hàng, và mấy bạn đấy thì thường là làm lấy số lượng lớn, nên là thường sẽ tạo ra những cái trend rất là lớn trên thị trường đấy. Khi mà còn một ở đây là cái tài liệu này là do Shopee họ cung cấp, thì họ kêu là chúng ta vào chỗ flash sale nó sẽ biết được những cái sản phẩm nào đang hot ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng mà các bạn còn một chỗ nữa các bạn có thể vào, đó là vào cái phần kênh marketing ấy, các bạn xem những chương trình khuyến mại của Shopee ấy, thì các bạn để ý bạn sẽ thấy là ví dụ như là sắp tới là có chương trình về giày dép hoặc là thời trang trẻ em hay là cái gì gì đấy, thì đấy là những cái sản phẩm mà nó hot trong quãng thời gian đấy. Bên Shopee họ chạy những sản phẩm đấy nhé. Bên Shopee thì tại sao họ lại chạy những sản phẩm đấy, bởi vì là họ có những data và họ biết được là cùng kỳ năm ngoái là cái sản phẩm nó bán chạy, nên là nó sẽ gợi ý cho mình như vậy, nó sẽ chạy những chương trình như thế để hỗ trợ cho mình, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc là mình tự mò anh em nhé. Đấy, đây là cái mục flash sale anh em có thể xem này, nó nhấp vào ấn vào thời trang này. Chúng ta sẽ thấy này, ngoài ra thì còn cái mục phổ biến hoặc là bán chạy nữa, chúng ta cũng sẽ biết được này, phổ biến hoặc là bán chạy thì sẽ biết được là cái xu hướng thị trường nó đang thì như thế nào. Thì nhờ đó chúng ta sẽ nắm bắt được cái xu hướng của cái thị trường thời trang để tìm ra những cái sản phẩm hoặc là có những chiến lược cho cái shop của mình được kinh doanh nó tốt hơn nhé. Cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ định giá sản phẩm chúng ta. Nhất là sẽ là
Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ có một cái mức gọi là mức đầu tiên là giá vốn, cái thứ hai là mức giá mà chúng ta lợi nhuận mong muốn, sau đó thì chúng ta sẽ so sánh giá này với các nhà bán khác để chúng ta chốt được những cái giá mà chúng ta mong muốn. Mình khuyên anh em thêm một chút ở cái chỗ này, anh em để ý nhé, để ý chỗ này nhé, nhất là chúng ta chia giá sản phẩm ra thành nhiều nhiều loại này. Một là cái giá mà chúng ta bán bình thường, đúng chưa? Bán bình thường. Hai là cái giá trước khi chúng ta tham gia chương trình khuyến mại hoặc là chúng ta tạo một chương trình khuyến mại, và cái giá thứ ba là cái giá mà chúng ta dành để chúng ta tham gia các chương trình của Shopee cũng như Flash Sale. Chúng ta chia sản phẩm ra thành ba cái mức, chúng ta định định sẵn cái sản phẩm ra thành ba mức giá như vậy để sau này chúng ta sẽ có khoảng giá để chúng ta tham gia chương trình khuyến mại nó sẽ tốt hơn. Nhớ nhá, hãy chia sản phẩm mình thành ba mức giá. Mức đầu tiên là mức chưa khuyến mại gì, mức thứ hai là mức sau khuyến mại, và mức thứ ba là mức mà chúng ta dành để tham gia các chương trình flash sale hoặc là các chương trình khuyến mại lớn, những ngày hội siêu sale của Shopee nhé. Tiếp theo là các sản phẩm thời trang bán chạy này, để chúng ta sẽ có, đây là những cái con số ở trên này thì đều do Shopee họ cung cấp cái data sẵn cho chúng ta, thì chúng ta sẽ dựa trong này chúng ta xem cũng như là quần áo này giá trung bình khoảng từ bao nhiêu này. Thực ra cái này để anh em tham khảo thôi, còn lại mình phải dựa trên cái tình hình thực tế khi chúng ta nhập hàng có bao nhiêu nữa. Thế nhưng mà nhờ cái giá này thì anh em cũng biết là chúng ta nên nhập nhập đồ trong quãng từ bao nhiêu trước nhé. Tại vì thời trang ấy thì nó có cái hay cái dở đó là nó rất là nhiều, cùng một mẫu mã thậm chí là cùng một cái hình ảnh giống nhau, cùng một cái mẫu chụp thế nhưng mà cái chất liệu khác nhau dẫn đến giá cả nó khác nhau rất là nhiều nhé. Nhiều khi anh em cứ nghĩ là nhập ở bên nước ngoài, ở bên Trung Quốc á, chứ rẻ ở Việt Nam, nhưng mà dở cái là ở Việt Nam họ sản xuất sản phẩm chất lượng thấp một chút ấy, thì giá lại rẻ hơn ở Trung Quốc, nên anh em cân nhắc cái điều này. Các cái sản phẩm thời trang bán chạy trên Shopee này, túi này, giày dép rồi là các thứ này, những cái data này là do Shopee họ cung cấp. Rồi chúng ta cẩn thận được một số cái quy định của Shopee, đó là tăng giá bất hợp lý thì Shopee nó sẽ có một cái biểu đồ như này và nó biết được là giá chúng ta đang bị tăng bất hợp lý hay không. Nên anh em khi mà anh em tăng giá lên thì nhớ phải để từ 1 đến 2 tuần mới được giảm giá xuống, đúng chưa? Cái thứ hai nữa là ngay từ lúc đầu mình tăng sản phẩm á, mình nên định giá sản phẩm như là vừa nãy mình chia sẻ, thì sẽ không bao giờ dính với cái chuyện đó là chúng ta dính vào giá ảo hay gì cả nhé, thì sẽ dễ hơn rất nhiều. Tiếp theo là cái công cụ khuyến mại của Shopee, thì bên Shopee hiện tại đang hỗ trợ khá nhiều công cụ, ví dụ như chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái combo khuyến mại này, đúng không? Ví dụ như mua một tặng một, hoặc là mua một cái và giảm giá cái thứ hai, hoặc là ưu đãi follow follow thì được mình sẽ tặng mã giảm giá khách hàng, rồi là flash sale của shop, chương trình khuyến mại của Shopee, mã giảm giá của shop, hay là các ví dụ như trang trí shop. Ngoài ra thì mình cũng có thể là nhờ cái combo khuyến mại này. Ngoài ra thì mình khuyên anh em nên ở thời điểm tại nên mua thêm những cái gói free ship của Shopee để hỗ trợ cho khách hàng. Và cái free ship này thì nó liên quan đến cái phần định giá ở trên đó. Anh em nhớ phải định giá để cho sau này chúng ta có những cái phần hỗ trợ free ship cho khách hàng. Vì thường chẳng hạn như là một món đồ mà anh em bán giá 9.000 mà không có ship á, thì không bằng một món đồ mà chúng ta bán 60-70.000 mà phải đi ship đâu. Và tư duy khách hàng như vậy mà. Nên là anh em cần chú ý cái chỗ, nhất là chỗ định giá sản phẩm nó cực kỳ quan trọng. Đấy. Tiếp theo là đây, những cái chương trình của Shopee này chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong Shopee, và nhờ đây chúng ta sẽ biết được là ngành hàng nào, sản phẩm nào đang hot trên thị trường, chúng ta có thể sử dụng một vài cái chiến thuật về sản phẩm trend á, để bắt trend sản phẩm nhé. Mã giảm giá, những cái này thì mình đã chia sẻ hết rồi, như là tạo mã giảm giá này, rồi là trang trí shop các thứ này, đấy anh em xem và làm theo nhá. Mình thì mình vẫn khuyên anh em là nên ứng dụng tất cả những cái công cụ mà Shopee họ đưa ra, tất cả những chương trình khuyến mại Shopee, những ngày hội siêu sale, kết hợp thêm chạy quảng cáo và kết hợp thêm việc chúng ta sell top nhé. Còn cái tương tác của Shopee chẳng hạn như là gì nhỉ, like hay là follow hay bơm view á, thì nếu mà anh em có điều kiện thì vẫn cứ làm như bình thường nhé. Hãy nên nhớ là nên nên sử dụng thêm những gói dịch vụ như là free ship hoặc là đấu thầu khóa, hai cái này là hai cái công cụ giúp chúng ta đẩy lên rất là nhanh, đúng không? Những cái đấu thầu khóa là gì, hay là dịch vụ free ship là gì này ấy, thì mình cũng đã chia sẻ ở những video trước rồi, anh em lên kênh YouTube của mình Big Man Marketing để anh em xem nhé, xem cho kỹ lại cũng như cách đấu thầu khóa thì chúng ta sẽ biết được làm thế nào cho đấu thầu khóa nó hiệu quả nhất có thể nhé. Còn cái quy trình mà chúng ta vận hành shop ấy, thì cái này thì khá là dễ thôi anh em, chủ yếu là thường là Shopee họ đưa ra như thế này rất là nhiều thứ, thế nhưng mà chúng ta chỉ cần tập trung đó là những cái việc mà chúng ta ra hàng vận đơn và chúng ta kiểm soát cái đơn hàng của mình thật là tốt là được. Có đơn thì chúng ta lên lên đơn ngay lập tức, và lúc nào trong chúng ta nên kiểm soát cái số lượng tồn kho của chúng ta để chúng ta có thể vận hành được cái shop tốt, đỡ sau này bị tạ này kia. Vì Shopee bây giờ nó cũng đã thay đổi cái chính sách về xét shop yêu thích rồi,
một tuần sẽ xét một lần, thế nên là cái việc mà được shop Boutique khá là dễ dàng cho anh em. Anh em chú ý là không bị tạ là ok nhá. Đây là một số anh em nào mà quan tâm đến cái việc mà thời gian giao hàng các thứ, anh em sẽ stop video lại để anh em xem kỹ cái phần mà về cách để vận hành và thời gian vận hành. Đây là cái tiêu chuẩn để chúng ta đánh giá shop chúng ta để chúng ta khỏi bị tránh bị sao quả tạ. Anh em để ý những tỷ lệ này nhá, stop video lại xem những tỷ lệ như này nó biết được. Ok, đấy là tất cả những cái liên quan đến ngành thời trang. Thì kết thúc lại thì anh em cần chú ý cho mình, thứ nhất là anh em để ý đến cái ngành thời trang là một cái ngành rất là lớn, nên anh em và nhiều sản phẩm á, nên chúng ta có thể tìm và lựa chọn những sản phẩm phù hợp với cái công việc kinh doanh của ta, với cái sở thích của ta, sao cho phù hợp nhé. Có thể là giày dép, thời trang, quần áo, rất là nhiều thứ, và nên chia cái phễu sản phẩm mình thành ba loại, tức là sản phẩm theo mùa, theo trend. Cái sản phẩm thứ hai, cái phễu thứ hai ấy, cái loại sản phẩm thứ hai là sản phẩm chính, tức là sản phẩm có thể bán quanh năm, và cái thứ ba đó là sản phẩm mà chỉ có mình có thôi, kiểu như vậy á, tức là sản phẩm mũi nhọn của mình ấy. Thì anh em nên chia phễu thành nhiều loại như vậy để sau này nó chạy. Cuối cùng đó là chúng ta nên để ý cái định giá sản phẩm nghe cực kỳ quan trọng. Đấy là những cái mà mình muốn chia sẻ với anh em. Ok, anh em thấy hay thì nhớ like, share và đăng ký kênh của mình nha. Hẹn gặp anh em ở một cái video khác. Bye bye.